Chào mọi người đến với kênh MMO của mình nha. Video này mình giới thiệu cho mọi người một chương trình airdrop Nara Swap dựa trên nền tảng BNB Smart Chain nha các bạn. Để tham gia chương trình airdrop này, mình link mô tả của mình mở Telegram muốn start cái chatbot này bạn. Đây là một dự án tiềm năng đó các bạn. Rồi đây website các bạn vào tìm hiểu các bạn. Khi tham gia airdrop này các bạn sẽ nhận được 100 token BNF bằng cho này drop các bạn. Rồi nhiệm vụ đầu tiên thì các bạn join kênh group kênh seller, follow the world, follow medium các bạn. Bốn nhiệm vụ khá là đơn giản luôn. Một phần đây mình chơi thông tin nữa các bạn, quan sát của nó photo của máy đắp lên đi các bạn. Rồi các bạn join tiếp kênh chơi group nữa nè, khá là dễ luôn anh ta các bạn. Rồi bạn chơi nhiệm vụ thứ hai thì bạn follow medium và follow the world các bạn. Medium thì bạn nhấp vào đây follow the medium thôi. Medium thì lót chậm lắm các bạn. Bạn chờ xíu các bạn. Rồi nếu nó hiện tại không đây, chỉ cần quét các bạn nhấp vào bằng bấm vào medium tiếp tục các bạn. Chắc nhiên là được rồi. Thấy không? Rồi các bạn nhấp vào đây follow luôn các bạn. Rồi các bạn nhấp vào hình này thì các bạn gặp username thôi các bạn. Vì medium block chậm lắm mà mình không có. Rồi các bạn follow medium xong thì các bạn nhấp vào này các bạn. Các bạn sẽ thấy username của mình nha các bạn. Rồi các bạn tiếp tục là follow Twitter nè. Twitter nè. Vì medium nó block chậm lắm các bạn. Các bạn chờ một chút trên Twitter của mình các bạn. Đâu rồi. Rồi các bạn theo dõi nè các bạn. Rồi các bạn like và tôi quyết nữa các bạn. Rồi các bạn test lại. Rồi các bạn mới đắp lại các bạn. Rồi các bạn bấm vào nút submit return nè các bạn. Rồi các bạn điền username Telegram của tất cả các bạn nha bạn. Các bạn vào ba chữ cực xin cùng vào setting copy của CNN Telegram của mình các bạn. A cộng anh 1133 nè. Rồi tiếp tục là username Telegram nữa các bạn. Rồi tiếp tục là username medium các bạn. Các bạn vào A cộng. Rồi các bạn tiếp tục lưu xin em theo các bạn. Twitter thì các bạn mở Twitter của mình ra. Các bạn vào trang cá nhân của mình sẽ gặp lưu xin em các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn gỡ địa chỉ ví Phan con thì Phan con. Rồi các bạn bấm vào một menu các bạn. Sao nó không kêu cập nhật ví các bạn. Sota thì mình đang get nhận được token rồi nè các bạn. Rồi các bạn bấm vào withdraw nha các bạn. Chương trình này góp này nó sẽ phân phối đang bán email nè các bạn. Đây mình coi phân phối vào ngày mấy nha tháng mấy. Tháng mấy nha tất cả các bạn. Như vậy là các bạn chỉ việc lấy liên ghép mà chia sẻ cho bạn bè và người thân để nhận thêm tốc cần các bạn. Còn việc rút tiền thì vào ngày 19 tháng 12 năm 2020 thì mình sẽ cập nhật cái video hướng dẫn các bạn rút tiền các bạn. Nếu vào một withdraw thì các bạn sẽ nhập địa chỉ BNB BNB Smart Chain của tất cả các bạn thì các bạn sẽ rút được hoặc là địa chỉ NH tất cả các bạn. Vậy video mình đến đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn những video clip tiếp theo từ mình nhé.